Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, trong lúc Tiêu Viêm đang luyện chế đang dược, thì ở một nơi nào đó trong cung điện thần điện, Ninh Yêu lúc này đang phản bội lại Ôn Cường, mà Ninh Yêu và và Ôn Cường chính là những người tiến vào trong huyễn cảnh này, cùng Tiêu Viêm lúc trước, sau khi Ninh Yêu tạo phản, Ôn Cường đã đánh không lại Ninh Yêu, vì thế hắn đã lựa chọn phương án cuối cùng, đó chính là tự bạo. Trận tự bạo đó đã khiến cho điện chủ thần điện vừa mới hồi sinh, phải lần nữa đang xuất khỏi xe vở, còn ở nơi xa của tiêu viêm đang luyện dược, cũng đã bị loại tự bạo này ảnh hưởng, mặc dù không có chỗ luyện dược của tiêu viêm chấn vỡ, nhưng lại như là địa chấn mãnh liệt, núi lỡ đã lăng, tiêu viêm lập tức tản ra lực lượng, ổn định sơn phong, mà tại bên ngoài sơn phong đám người trung cổ, bị một luồng kình phong quét sạch, long bưu cùng cận đông minh đều là cao mày, lực lượng điên cuồng như vậy, chỉ sợ là bất hủ cường giả tự bạo nhắc lên. Vĩnh Đông ngẩng đầu nhìn phương hướng trùng kích cuốn tới, chậm rãi nói ra, bất hủ tự bạo, ừm, với lại không phải chỉ một cái, Vĩnh Đông gật gật đầu một cách tự nhiên nói, không chỉ một tên tự bạo, cái này ngươi cũng có thể biết Long Bưu kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn xem Vĩnh Đông lập tức tràn đầy sùng bái, Vĩnh Đông ho khan hai tiếng, cũng không có giải thích gì, tựa hồ phát hiện mình lời nói có hơi nhiều, ta cũng chỉ là suy đoán, đám người trung cổ cũng cũng không hề để ý, đều là khẽ gật đầu nhìn xem phương hướng trùng kích cuốn tới, sau đó vừa nhìn về phía chỗ sân phong của Tiêu Viêm, cái sân phong khác phần lớn sụp đổ, chỉ có chỗ Tiêu Viêm sân phong sừng sững không ngã, cái chấn động này hiển nhiên cực kỳ không tầm thường, bất quá tiêu viêm lại tựa hồ như cũng không có dự định xuất quan nên mọi người tiếp tục tản bộ ra bốn phía chấn động ngược lại để không ít hung thú lúc trước trốn ở trong làn khói độc từ đó vọt ra mọi người lập tức mắt lộ ra tinh quang lập tức tiến hành săn giết trong đó ẩn chứa thú tinh đích thật là có thể đưa đến tác dụng khôi phục tại thời điểm nuốt xuống bất hủ chi lực cũng có thể có chỗ khôi phục mặc dù khôi phục không nhiều nhưng dù sao so với không có vẫn tốt hơn ở chỗ này tựa hồ là duy nhất tiếp tế vị trí tiêu viêm trên ngọn núi đã có mùi thuốc chuyển ra thời điểm khuếch tán ra hẳn là đưa tới từng trận tiếng gầm của hung thú, các ngươi hộ pháp cho ta, nhưng vào lúc này, âm thanh của Tiêu Viêm bỗng nhiên truyền vào trong đầu của mọi người, cái này là linh hồn truyền âm, âm thanh truyền đến trong nháy mắt làm tinh thần mọi người chấn động, liền ngay cả linh hồn chi lực cũng mạnh như vậy sao? Long Bưu đắng chát cười một tiếng, muốn từ nơi này chạy thoát khả năng, tự hồ trở nên càng ngày càng xa vời, mấy người cũng không dám thất lễ, lúc này liền về tới vị trí sân phong của Tiêu Viêm, theo mùi thuốc lan tràn ra, thanh âm bốn phía gầm nhẹ càng ngày càng gần, bọn hắn mới hiểu được, giờ phút này Tiêu Viêm là đang luyện đan, cũng may chính là nơi này tự hồ cũng chưa từng xuất hiện hung thú mười phần cường hãn Dấu ở xung quanh cũng không có lựa chọn xông ra dù sao đám người long bưu phát ra khí tức cũng đủ để cho bọn chúng không dám nhích tới gần bên trong thần điện nhất định là xảy ra chuyện gì lần này động tĩnh thế nhưng không nhỏ tản ra dư ba có mùi máu tanh năng lượng lại càng nóng này nhắc lên chúng kích uy lực như vậy có chút giống là bất hủ tự bạo tiêu viêm mặc dù đang luyện dược nhưng cái rung động dữ dội này vẫn là không cách nào không đi chú ý tới nó giờ phút này bên trong dược đỉnh đã lơ lửng một viên huyết sắc hồng đan thần ma đại thể đan đã thành hình hiện tại cần chính là tăng lên phẩm chất đối với tuyệt phẩm đan dược mà nói không ngừng nhắc đến tinh thiết để cho nó tăng lên phẩm chất mới là điểm mấu chốt đan này độ khó luyện chế cũng không lớn chỉ cần dùng nguyên thần phân thân máu tươi liền có thể tiêu viêm sở dĩ có thể thuận lợi luyện chế ra bởi vì hắn cũng không có dùng nguyên thần chi huyết do bảy cung cấp bảy cung cấp nguyên thần chi huyết cũng không tinh khiết tràn đầy tạp chất hiển nhiên đã là trải qua không ít tuế nguyệt tẩy lễ luyện chế đan này không cần nguyên thần tinh huyết chỉ cần tựa như máu tươi liền có thể huống chi là máu tươi của một tên bát tinh nguyên thần trong đó ẩn chứa khí huyết chi lực liền là vô cùng dồi dào, đan này một khi luyện chế thành công, hàn phẩm chất liền là không có khả năng sẽ thấp. Tiêu Viêm thu hồi tâm trí, tạm thời vẫn là không cần phân thần, chợt đem đan này luyện chế thành công lại nói, bây giờ chính là bắt đầu đối với cái đan này tiến hành chiết xuất. Tiêu Viêm tinh tế khống chế từng cây dược liệu, ngoại trừ nguyên thần chí huyết, còn có rất nhiều ma thú máu, đều là để tinh huyết nhục thân ma thú cường đại làm vật liệu chiết xuất. Trong lòng Tiêu Viêm đáng tiếc, nếu như mấy vị tiền bối khư cảnh hung thú linh khư vẫn còn như vậy đan này phẩm chất không chứng có thể lại tăng lên một cái cấp độ, nếu không phải muốn nhờ đan này, cùng bảy tạm thời làm một vụ giao dịch trước, nếu không cũng sẽ không vận dụng nguyên thần máu tươi đến luyện chế, Tiêu Viêm thì thào, bên trong dược đỉnh huyết đan dần dần tỏa ra từng vòng từng vòng quang vận, cùng với tinh luyện không ngừng, viên đan dược kia cũng chậm chậm đạt đến phẩm chất Tiêu Viêm mong muốn, vẻn vẹn 4 lần chiết xuất, viên đan dược kia liền đã đạt đến tuyệt phẩm, bất quá Tiêu Viêm dự định tiếp tục chiết xuất, để cho phẩm chất của nó sử dụng tốt nhất, cái này không chỉ có là một viên thuốc, càng quan trọng hơn là chứng minh thực lực luyện dược của Tiêu Viêm muốn có được bảy bực này thương nhân tán thành thương nhân du lịch tại các thế giới cái phẩm chất đan dược gì chưa từng nhìn thấy cho nên viên đan dược kia tiêu viêm không quan loa được coi như tốn nhiều thời gian cũng muốn làm đến đã tốt còn muốn tốt hơn ngay tại thời điểm tiêu viêm luyện chế đan dược vị trí của thần điện nơi này bị đám người ninh yêu bạo tạc phá hủy ngay cả cái gì cũng không còn triệt để san thành bình địa lại xuất hiện một cái động sâu cự đại giờ khắc này ở trong động sâu hắc ám này lại là có một đạo lam quang lơ lửng trong đó lúc này ở ánh sáng màu lam chiếu rọi phía dưới còn có một con cự mãng chiếm cứ trong đó nó vây quanh viên trái tim màu xanh này nhìn cũng không phải là muốn ăn hết trái tim này mà là đang bảo vệ quả tim này mà quả tim này tự nhiên chính là ninh yêu nhận nô ấn tự bạo cuối cùng chỉ còn lại có viên trái tim màu xanh này chỉ chốc lát sau linh hồn của ninh yêu từ bên trong trái tim lướt đi linh hồn thể hơi mở chỉ có viên trái tim màu xanh này là không có hủy đi nhục thân lúc này ninh yêu trái tim màu xanh phóng xuất ra bằng bạc sinh cơ bất hủ chi lực bộc phát ở trên trái tim vỡ vụ nhục thân lấy trái tim làm trung tâm bắt đầu sinh trưởng có thể thấy rõ ràng mạch máu dẫn đầu sinh trưởng ra sau đó mới là xương cốt huyết nhục, lúc này, ở bên trong cái động sâu này, có một vòng ánh sáng, cái kia là thần điện điện chủ vừa mới thức tỉnh, sau đó vẫn lạc lưu lại, ý chí của tiên mà cổ giới, ngươi có thể cần chiến sĩ, ta là ninh yêu tới từ thần hy, nguyện vì tiên ma cổ giới mà chiến, ninh yêu đã nhận ra cái gì, cái thế giới này hình thành, là thần chi bất hủ cũng không thể nào làm được, ngưng kết thời gian, năng lực như vậy, chỉ sợ chỉ có thế giới ý chí mới có thể làm được, nơi này không phải huyễn cảnh xen vào trong chân thực cùng hư ảo, cho nên Ninh Yêu chính là thử nghiệm quát, nhìn xem có thể đạt được tiên ma ý chí đáp lại hay không, tại sao lại có một cái thần hy chi tử, ngươi muốn cho ta mượn tiên ma khí vận đột phá thần chi bất hủ, Ninh Yêu vốn không có ôm cái hy vọng gì, bỗng nhiên bên tai vang lên một đạo thanh âm không linh, hắn lập tức trong mắt tinh quang bạo khởi, không nghĩ tới tiên ma ý chí vậy mà thật sự đáp lại hắn, chỉ cần có thể đột phá đến thần chi bất hủ, ta nguyện vì tiên ma cổ giới chiến một trận, với lại nghe theo tiên ma ý chí, Ninh Yêu hiện tại cực kỳ khát vọng một lần nữa đột phá đến thần chi bất hủ chỉ có như vậy mới có thể làm rõ ràng thiên thuấn vẫn lạc như thế nào sau khi nói xong ninh yêu mới phản ứng được lại tới một cái thần hy chi tử trừ hắn ra đến từ thần hy bên ngoài nơi này liền còn có một người đến từ thần hy ninh yêu hít sâu một hơi nhưng hắn phản ứng đầu tiên cũng không nghĩ tới sẽ là tiêu viêm mà là nữ hoàng phái tới đuổi giết bọn hắn trên người của ngươi có xiềng xích muốn phá thần chi bất hủ cần phá cái lực lượng xiềng xích này người lưu lại xiềng xích cho ngươi rất mạnh âm thanh của tiên ma ý chí chậm rãi truyền ra Ninh Yêu cắn răng một cái, chỉ cần có thể đột phá thần chi bất hủ, vãn bối không tiếc bất cứ giá nào, linh hồn của Ninh Yêu phát ra gào rú, lộ ra tâm ý bức thiết điên cuồng, hắn phảng phất cảm nhận được, mình nếu là tại giờ khắc này không thể đột phá đến thần chi bất hủ, chỉ sợ ngay cả nơi này đều không thể đi ra, có thể giúp ngươi đột phá thần chi bất hủ, nhưng có một điều kiện, tại thời điểm Ninh Yêu cắn răng nói ra, thanh âm tiên mà ý chí biến ảo, không xen lẫn bất luận cái tình cảm gì, điều kiện gì, Ninh Yêu biết được, chính mình một mực chưa từng đột phá, đang là có một tầng xiềng xích đến từ linh hồn, đây là trước khi tôn thượng vẫn lạc lưu lại để cho thực lực của bọn hắn chỉ có thể dừng lại ở bước thứ 9. tôn thượng tự nhiên không có khả năng để cho thiên nhân phủ linh vương là thần chi bất hủ nhưng tôn thượng cũng không có triệt để đem bọn hắn diệt trừ mà là làm cho cảnh giới của toàn bộ bọn hắn rơi xuống đế chi bất hủ nhưng mà tôn thượng cũng không phải không cách nào đem bọn hắn mặt sát có lẽ là kiêng kỵ tôn chủ phía sau bọn họ có lẽ trên bản chất cũng là đang lợi dụng bọn hắn người không nguy hiểm nhưng cảm thấy bất an mới có thể thúc giục tự thân tiến bộ nhanh hơn có lẽ cái này mới là trên chính dụng ý của tôn thượng trước khi tiêu viêm đột phá đến đế chi bất hủ cảm giác thiên nhân phủ phẳng phất là một tòa đại sơn không thể vượt qua bọn hắn có được đồ đảo tín đồ đồng thời linh vương đều có thực lực cường đại lại thêm trái tim màu xanh bất tử bất diệt từng để cho tiêu viêm cảm thấy ngạt thở cho nên thực lực của tiêu viêm trong bất chi bất giác cũng bị thiên nhân phủ đốc thúc lấy lấy tốc độ bay nhanh tiến bộ đến lúc thành công tàn phá thiên thuấn giờ phút này tiêu viêm liền mới chính thức cảm thấy ngọn núi lớn này cũng không phải là không thể vượt qua chỉ là tiêu viêm cũng không biết bây giờ luyện dược lại đem khả năng tạo thành một cái tai họa ngầm lớn ngươi cần vì tiên ma cổ dưới chiến một ngàn năm trong vòng ngàn năm này không thể rời đi sau một lát âm thanh của tiên ma ý chí mới chậm rãi vang lên bên tai ninh yêu người kia nghe vậy lập tức nhướng mày một ngàn năm nếu như thần hy cùng thái hư không có khai chiến liền thôi nhưng hôm nay thiên nhân phủ đang cần lực lượng đặc biệt cần thực lực của thần chi bất hủ cường giả đối với bọn hắn mà nói lại làm sao không vội, cũng không phải sợ hãi Thái Hư sẽ chiến bại, mà là chủ thượng khai báo nhiệm vụ, nếu không phải không thể hoàn thành, liền khó thoát cái chết, nếu không thể kịp thời đột phá đến thần chi bất hủ, trở về thần hy, không có chủ thượng ban cho thần hoàn, trái tim liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó coi như không chết, sợ là sau đó cũng không còn cách nào đột phá đến thần chi bất hủ. Trong mắt Ninh Yêu lộ ra vẻ dãy dụ mãnh liệt, một ngàn năm này quá lâu, hắn căn bản đợi không được cũng đợi không được, nhất định phải nhanh đột phá thần chi bất hủ, sau đó trở về thần hy mới là mục đích cuối cùng nhất của hắn, có thể đổi điều kiện. Ninh yêu khổ sở nói, trợ tiên ma cổ giới chữa trị tổn hại rào cản thế giới, nếu ngươi có thể làm được, ngoại trừ giúp ngươi trở thành thần chi bất hủ, đồng thời còn có để ngươi tiên ma khí vận đủ hài lòng. Âm thanh của tiên ma ý chí tiếp tục truyền ra, ninh yêu nghe vậy khoái miệng không khỏi co lại so với cái trước điều kiện này càng không khả năng hoàn thành chuyện chữa trị rào cản thế giới như vậy há lại thực lực của hắn đủ khả năng hoàn thành có thể trang đổi một cái ninh yêu cười khổ lại lần nữa hỏi nhưng lần này hỏi thăm hắn không tiếp tục chờ đến tiên ma ý chí đáp lại đối với tiên ma cổ giới bây giờ mà nói ngoại trừ hai cái điều kiện này cái khác cũng không có đủ giá trị gì rồi, tôn thượng chết tiệt, hắn dựa vào cái gì ở trên người của ta bố trí xuống xiềng xích, đáng chết đáng chết, Ninh Yêu sắc mặt dữ tợn, trong lúc nhất thời có chút tức giận thở hồn hển, chợt Ninh Yêu chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi nhục thần tái tạo chậm chạp, bất quá vừa mới nhắm mắt, hắn chính là bỗng nhiên mở hai mắt ra, một ngàn năm, biến cố rất nhiều, nhưng nếu ta có thể đột phá đến thần chi bất hủ trước, hết thảy mới có chuyển cơ, thực lực không cách nào đột phá, cũng sẽ không có thực lực để tìm ra rốt cuộc là kẻ nào tàn phá thiên thuần, nơi này ngoại trừ ta còn có một người đến từ thần hy đồng thời cùng tồn tại trong cái cánh cửa viễn cổ này hẳn là thiên thuấn vẫn lạc liền cùng người này có quan hệ ninh yêu đến bây giờ cũng vẫn không có thể nghĩ thông suốt thiên thuấn đồng dạng có trái tim màu xanh là vẫn lạc như thế nào theo lý mà nói căn bản cũng không khả năng hoàn toàn chết đi nghĩ tới đây ninh yêu lập tức tâm trí chấn động sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn càng cảm thấy đáng sợ hơn thiên thuấn vẫn là tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà là đã được tính toán trước nếu như hạng người tiên ma cổ giới tàn phá thiên thuấn liền thôi ninh yêu có một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết người mà sát thiên thuấn tỷ lệ lớn không phải tới từ tiên ma cổ giới dù sao bọn hắn cũng chưa từng cùng tiên ma cổ giới từng có cái gặp nhau gì lại càng không có thu hận lớn như vậy năng lực có thể vừa vặn có hủy diệt trái tim bọn hắn rốt cuộc là kẻ nào giết thiên thuấn hẳn là hắn cũng là cùng chúng ta cùng lúc đi tới tiên ma cổ giới, đồng thời em sát thiên thuấn về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía ta, sau đó đuổi tới ở chỗ này, nghĩ tới đây, trái tim Ninh Yêu phẳng phất đều là siết chặt, cảm giác khó chịu tựa như bị người dùng năm ngón tay nắm lấy, nếu như hắn giờ phút này xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là ta đáp ứng ngươi, vì tiên ma cổ giới chiến 1000 năm, trong vòng ngàn năm tuyệt không rời đi tiên ma cổ giới, Ninh Yêu bỗng nhiên quát ầm lên, hắn không có bình tĩnh cùng thong dong như lúc trước, mặc dù nguy hiểm còn không có tới gần, có thể thiên thuấn chết quá mức kỳ quặc, nguyên bản cái này đều không đủ để cho Ninh Yêu khẩn trương, cùng hoài nghi, có thể vừa rồi trong lời nói của tiên ma ý chí truyền tới, lại nói cho hắn biết, ngoại trừ hắn còn có một người đến từ thần hy, được, tiên ma ý chí lập tức đáp lại, cái này khiến trái tim Ninh Yêu không khỏi hoài nghi, đạo thanh âm không linh này có phải tiên ma ý chí hay không, đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Lúc này, Ninh Yêu bỗng nhiên cảm giác được linh hồn của mình chấn động, sau đó hắn cảm giác linh hồn của mình bị đè ép điên cuồng làm cho linh hồn hắn phát ra tiếng rít thống khổ sau đó chỉ thấy linh hồn ninh yêu chỗ chán xuất hiện một sợi tơ hồng chợt cỗ lực lượng vô hình liền đem đạo dây đỏ này chui vào linh hồn hắn chậm rãi lôi kéo ra ngay lúc này ninh yêu phẳng phất cảm thấy ruột của mình đang bị rút ra từng chút từng chút đến lúc sợi tơ đỏ này hoàn toàn bị rút ra ninh yêu cảm giác linh hồn của mình nhận lấy phóng thích giống cự thạch vạn cân như ép trên người hắn bị rời đi loại cảm giác thoải mái này để cho hắn cảm thấy có chút vui vẻ chợt xung quanh lực lượng vô hình nhanh chóng đánh tới, tựa hồ nhục thân tốc độ khôi phục cũng trở nên nhanh hơn một điểm. Đa Tạ Tiên Ma ý chí, Ninh Yêu hưng phấn không thôi, hắn tựa hồ đã cảm thấy chính mình thành công đột phá đến thần chi bất hủ, chỉ cần có thể trở lại thần chi bất hủ, coi như người mặt sát thiên thuấn. ta cũng không sợ, hắn không dám tùy tiện hiện thân, nghĩ đến thực lực bản thân hắn cũng không quá mạnh mẽ, nếu không ngay tại lúc vạn thánh ma giới, sẽ xuống tay với ta rồi, Ninh Yêu không ngừng suy nghĩ, tâm tính cùng dụng ý của người mặt sát thiên thuần là cái gì, đồng thời giờ phút này phảng phất thấy được ánh dạng đông đột phá thần chi bất hủ, chỉ thấy ninh yêu hít sâu một hơi xung quanh tràn ngập xương độc hẳn là bỗng nhiên bắt đầu thu nạp sau đó lấy ninh yêu làm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy hướng hắn điên cuồng hội tụ đây cũng là muốn đột phá sao nụ cười trên mặt của ninh yêu dần dần điên cuồng hắn chờ đợi một ngày này đã quá lâu vô số tuế nguyệt kiếm chế tại thời khắc này triệt để phóng thích đến đây mình xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều